Chiều 6 tháng 6, ông Lương Văn Lâm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hưng Bình, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, cho biết đã nắm được sự việc hai nữ sinh của trường bị ba nữ sinh khác đánh đập dã man, cởi đồ, xé áo trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Vụ việc được chính những học sinh đi cùng quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Theo đó, vụ việc xảy ra tại khu tái định cư Phước Thiện, hai nữ sinh lớp 8 và 9 của trường Trung học cơ sở Hưng Bình bị các nữ sinh trong trường cùng khối kêu ra bãi đất trống hỏi chuyện. Video thể hiện xung quanh có nhiều học sinh nam, nữ khác đứng chứng kiến vụ việc. Bất ngờ, một nữ sinh lao vào túm tóc giật mạnh đầu học sinh lớp 9 ghì xuống đất, rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt nữ sinh này. Chưa dừng lại, cô gái còn xé áo trong của nữ sinh và tiếp tục đánh nhiều cái vào mặt, dùng chân đạp vào bụng. Một cô gái khác cũng lao vào xé áo, đánh vào mặt học sinh đang bị đánh nằm dưới đất, mặc cho học sinh này van xin chị biết chị sai rồi. Lần đầu cũng như lần cuối, thôi mà, rồi hai cô gái dừng tay, nạn nhân thì nằm bẹp dưới đất. Chưa xong, một nữ sinh thứ ba tiếp tục lao vào đánh học sinh lớp 8 đang đứng gần đó, cũng dùng tay đánh vào đầu, mặt, dùng chân đạp vào bụng, ngực. Đáng nói, nữ sinh này cũng bị lột áo, ôm mặt nằm dưới đất chịu trận. Theo ông Lâm, hiện nhà trường đang đề nghị các giáo viên chủ nhiệm khối lớp 8, 9 có các em học sinh trong video báo cáo vụ việc. Hiện tại có một số em đang thi tuyển sinh lớp 10 nên việc xử lý không làm hưởng đến tâm lý của các em học sinh. Dự kiến, ban giám hiệu nhà trường sẽ mời tất cả các phụ huynh cùng các em học sinh liên quan lên viết bản tường trình và nhà trường sẽ có hình thức đưa các em ra hội đồng kỷ luật, hạ hạnh kiểm, xếp loại cuối năm của các nữ sinh liên quan.